Các bạn có biết Ngọc Trai sắp đi đâu không? Với một con người tài năng như Ngọc Trai thì chắc phải đến những nơi mà thi thố tài năng thôi. Có ai muốn đi thi không? Để với Trai nào, xin mời. Chào mừng tất cả các bạn đến với cuộc thi tài năng xuyên lục địa nè. Và chúng tôi sẽ trân trọng giới thiệu thành phần ban giám khảo nè. Vị giám khảo đầu tiên, Phương Linh Tình. Và vị giám khảo thứ hai cũng là vị giám khảo cuối cùng, vị giám khảo Phát. Và bây giờ cuộc thi xin phép bắt đầu. Mời em giới thiệu đôi nét về bản thân. Dạ, em nên giới thiệu với ban giám khảo. Em nên là ngồi nhăn nhớt. Em sẽ thể hiện cái phần tài năng. Em sẽ hát ban giám khảo nghe một bài nha. Nếu không nói nha, làm sao biết anh thương em. Em ơi. Ban giám khảo, em đang hát. Im lặng, em đã hát anh không mày nói gì ha. Nếu không nói ngờ, làm sao biết anh thương em.